Thưa quý vị, con đường tìm chữ của những đứa trẻ Vân Kiều, Pa Cô và việc dạy chữ của các thầy cô giáo ở Đại Ngàn Trường Sơn, miền Tây Quảng Trị xưa nay là hết sức gian nan. Thiếu trường, thiếu lớp, thiếu trang thiết bị, phương tiện dạy học đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giáo dục nơi đây. Thế nhưng những năm gần đây, với ngọn lửa khát khao gieo chữ Bác Hồ trên dãy Trường Sơn, thầy và cô giáo của trường tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua khó khăn về thiếu thốn trang thiết bị dạy học bằng cách tạo ra thêm những mô hình dạy học kỳ diệu tại sân trường gắn liền với thực tế qua các di tích, chứng tích lịch sử, ẩn chứa những thông điệp về văn hóa cội nguồn của lịch sử dân tộc. Cách làm này đã để lại những bài học ấn tượng dễ tiếp thu trong từng con trẻ ở vùng cao Trường Sơn, Quảng Trị. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam trong những ngày đầu xuân 2018. Đây là hình bản đồ Việt Nam. Còn đây là mô hình làng hầm địa đạo Vịnh Mốc. Và rất nhiều mô hình khác như bức tranh Thánh Gióng, Biển Đông trên đỉnh Trường Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Gạc Ma, Thư viện trên cây, nhà sàn dân tộc Vân Kiều, Pa Cô. Tất cả các mô hình này đều được tạo ra đặt tại sân trường để mô phỏng lại các di tích, chứng tích, địa danh lịch sử trên mọi miền lãnh thổ của đất nước ta. Điều đặc biệt, các công trình này do thầy và trò trường tiểu học Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị mô phỏng vẽ và tạo dựng ra từ những viên đá cuội ở Đại Ngàn Trường Sơn, vừa tô điểm cho mỗi góc sân trường mang thêm nhiều ý nghĩa. Đồng thời đó cũng chính là những trang giáo án giúp cho cô và thầy nơi đây dùng truyền đạt kiến thức cho học sinh về văn hóa nguồn cội, lịch sử dân tộc mình một cách dễ hiểu, hấp dẫn và sinh động. Trường xem lên các mô hình này thì em đã được biết rất nhiều địa điểm trên nước Việt Nam và biết rất rõ về lịch sử. Em đã học được nhiều điều hay và bổ ích từ các mô hình này. Thông qua các mô hình này thì giáo viên là truyền đạt kiến thức cho học sinh là rất là dễ dàng. Bởi vì có các mô hình thực tế như thế này thì các em là dễ dàng hình dung được kiến thức mà giáo viên muốn truyền đạt. Và thông qua đó thì các em cũng là tiếp thu kiến thức là rất là nhanh chóng. Theo lãnh đạo trường tiểu học Hướng Phùng, để có được những công trình mô phỏng về lịch sử mà trường đã tạo ra trong thời gian qua, câu chuyện về lòng yêu nghề, yêu văn hóa nguồn cội của tập thể giáo viên của trường. Cùng với đó, nhà trường cũng nhận được sự ủng hộ của nhân dân, phụ huynh và chính quyền địa phương. Từ đó, câu chuyện về những mô hình dạy học ngoại khóa, tưởng như đơn giản ấy, là chính những câu chuyện hết sức độc đáo, kể về các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Bài học về biển đảo được nối dài, những tư liệu về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa ngày một dày thêm. Qua đó, những ai chưa một lần đặt chân lên những hòn đảo của Tổ quốc, nhưng đều cảm nhận được sự gần gũi, thân quen của Trường Sa, Hoàng Sa. Làng hầm, đảo Gạc Ma, nhà sàn, rất máu thịt, có ngay chính trong ngôi trường, nằm trên dãy Trường Sơn Tây này. Là phụ huynh học sinh của trường tiểu học Hưng Phùng thì tôi thấy những năm qua là nhà trường đã xây dựng được nhiều mô hình và tổ chức dạy học qua những cái thông qua những cái mô hình ấy rất có hiệu quả, đặc biệt là trong cái môn lịch sử là giúp cho học sinh dễ nhớ, dễ hiểu. Từ khi đưa các mô hình dạy học vào hoạt động thì nhà trường rút ra một số vấn đề sau. Thứ nhất là từ kiến thức sách vở gói gọn trong không gian của lớp học, các em được bước ra những cái không gian rất là mở, rất là sinh động. Từ đó giúp các em phát triển tư duy, trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn, xúc tích, cởi mở. Đặc biệt là các em kể lại được những cái câu chuyện, được tận tay mình chăm sóc các cái hiện vật, các cái kỷ vật trong thời chiến tranh. Qua đó các em hiểu thêm một cái giai đoạn lịch sử của cha ông đã để lại. Qua quá trình tổ chức thực hiện được các bậc phụ huynh, các ban ngành hết sức ủng hộ, chúng tôi thấy cái mô hình này cần được nhân rộng. Có thể thấy rằng với mô hình về các chứng tích, di tích lịch sử, di tích văn hóa do trường tiểu học Hướng Phùng tạo ra ngay trong khuôn viên của trường đã thật sự giúp ích cho công tác truyền và dạy chữ trên những vùng cao Trường Sơn, Quảng Trị ngày càng hiệu quả và tốt hơn. Qua những mô hình như thế này, không những học sinh mà người dân nơi vùng khó khăn miền Tây Quảng Trị có điều kiện biết nhiều hơn và không thể quên về nguồn cội văn hóa lịch sử của dân tộc mình. Thêm vào đó là tình yêu quê hương, đất nước và sự trân quý những gì mà cha ông đã hy sinh xương máu để gìn giữ và dày công vun đắp.